Xin chào xin chào, nhắc đến tâm linh và bí ẩn thì chắc khó mà có quốc gia nào chọi là Trung Quốc quá. Đúng, đúng. Thiệt luôn, cùng xem con dốc ma quái ngược đời, đi lên thì dễ mà đi xuống thì khó trời thần nè. Hay thậm chí là con quái vật ba mắt xuất hiện tại bờ ao, khiến cho anh trai nhiếp ảnh gia sợ đến mức hồn vía lên mây. Lúc sơ sơ vậy thôi, ngay bây giờ cùng Thế kỷ 22 khám phá một cách chi tiết và tường tận luôn nè. Get go! Những phát hiện bí ẩn và đáng sợ được tìm thấy ở Trung Quốc. Sinh vật ba mắt. Đa phần chị em gái tụi mình thì thích chụp hình tự sướng, chứ mấy anh con trai, mấy chú này kia, họ chỉ thích chụp cảnh vật thôi. Anh trai tại thành phố Liên Vân Cảng, Trung Quốc dưới đây cũng vậy nè. Nghiệp dư thôi, nhưng ảnh đam mê cực kỳ. Hầu như cứ có thời gian rảnh, ảnh sẽ xách con máy đi chụp choẹt cảnh vật xung quanh. Thế nhưng vào một buổi sáng đẹp trời, trong lúc dạo quanh hồ để chụp choẹt, anh trai này đã phát hiện một sinh vật kỳ bí mà bảo đảm khi xem xong hình các bạn sẽ giật mình đấy. Ôi trời ơi, đây đây, nó trông giống như một con nòng nọc nhưng lại có đến ba mắt. Ui là trời, gì mà như dương tiễn vậy ta. Ngay khi về nhà, anh trai này đã lập tức đăng tải hình ảnh của bé quái vật này lên mạng xã hội và nhận được lượt tương tác cực kỳ lớn. Sau đó, một giáo sư sinh vật học tại Đại học Hải Dương Giang Tô đã nói rằng đây chính là động vật giáp xác sống dưới nước, có tên là hấu trùng. Ém còn thường được gọi là tôm nồng nọc đuôi dài hoặc là tôm khủng long ba mắt, có lịch sử hơn 200 triệu năm và tồn tại cùng thời với loài khủng long. Wow. Loài này dài khoảng 2cm, có phần thân bầu dục, đuôi dài chẻ đôi và ba mắt, gồm hai mắt màu đen ở hai bên và một mắt nhạy cảm với ánh sáng trắng ở giữa. Vị chuyên gia này cũng nói thêm là em bé ba mắt này sống không thọ lắm, tầm 90 ngày thôi. Sống cùng thời với khủng long mà tới tận bây giờ vẫn còn sinh sôi nảy nở bình thường thì đúng là đỉnh rồi đó. Nhưng mà mấy em bé này làm ổ ở đâu trong suốt mấy trăm năm qua vậy ta? Sao tới tận bây giờ mới có người phát hiện ra vậy nè? Con dốc ma quái. Hồi xưa đi học ở quê, toàn đi chung xe đạp với con bạn, mỗi đứa chở một khúc. Lúc đó sợ nhất là đạp xe lên mấy cái cây cầu. Thả dốc thì sướng thiệt, gió phà phà. Nhưng mà chở theo con bạn 50kg mà đạp lên cầu thì không phải chuyện đơn giản đâu nha. Ôi trời ơi. Thế nhưng, trên thế giới này tồn tại một con dốc rất là lạ luôn. Bảo đảm khi nghe Thế kỷ 22 nói, các bạn sẽ khó mà tin đấy là sự thật. Được rồi, ngồi xuống nghe nè. Tại sườn núi Mạo Sơn ở Thẩm Dương, Trung Quốc có một con dốc mà khi bạn chạy xe máy thì không cần hiện ga, đạp xe đạp thì cũng chẳng cần ra sức đạp gì hết, cứ giữ nguyên đó, xe tự động di chuyển. Nói dễ hiểu hơn là bây giờ xe mà có tắt máy thì vẫn có thể tự động trượt từ chân dốc lên đỉnh. Eo ảo thật đấy. Còn khi xuống dốc thì ngược lại, cực kỳ mệt. Bạn phải cố hết sức đạp thì xe mới di chuyển nha. Nghĩ là chuyện đùa, nhưng cái con dốc kỳ lạ này có thật 100% đấy. Được biết là con dốc này dài chừng 80m, rộng khoảng 15m và khá bằng phẳng. Dốc cao về phía Tây, thấp dần về phía Đông. Từ năm 1990, người ta đã phát hiện ra sự kỳ bí của con dốc này. Theo lời kể của người dân địa phương, một cảnh sát giao thông lái chiếc xe xuôi theo đường vào núi để xuống dốc. Nhưng sau khi tắt máy xe, viên cảnh sát này có cảm giác xe tự động trượt từ từ lên đỉnh dốc. Rất ngạc nhiên nên anh cho xe chạy thử vài lần, và lần nào kết quả cũng như vậy hết trơn. Ngay sau đó, rất nhiều nhà khoa học và giới nghiên cứu đã về đây tìm hiểu. Nhưng mà cho tới nay, chưa có một lời giải thích chính xác nào về hiện tượng kỳ bí này hết. Hay à, quá thật là thế giới này luôn tồn tại những điều khó hiểu mà. Gương đồng ma thuật. Nếu là người theo đạo Phật thì hầu như ai cũng sẽ mang một sợi chuỗi Phật ở tay. Đúng, đúng. Hoặc đôi khi người không theo đạo nhưng có lòng tin cũng sẽ thỉnh một chiếc về để cầu bình an cho bản thân. Bởi ta nói bây giờ đồ vật, tranh ảnh hay bất cứ thứ gì mà điêu khắc hay là vẽ hình các vị Phật thì đều được người khác tôn kính. Vậy bạn thử tưởng tượng xem, nếu như có một món đồ cổ với tuổi đời hàng trăm năm có hình Phật A Di Đà thì sẽ còn quý giá đến mức nào? Món đồ đó chính xác là gương đồng, có tuổi đời lên tới 600 năm. Thông thường một cái gương đồng cổ thì đã có giá cao ngất ngưỡng rồi.
trong khi cái gương này còn vô cùng đặc biệt nữa. Tiến sĩ Sung Ho Mê là quản lý nghệ thuật Đông Á ở Bảo tàng Nghệ thuật Cincinnati đã cảm thấy thích thú với một chiếc gương với những ký tự tiếng Trung ở mặt sau ghi tên Phật A-di-đà. Bằng kinh nghiệm của người trong nghề, tiến sĩ này đã nhờ đồng nghiệp chiếu ánh sáng trực tiếp vào chiếc gương. Chính lúc này, ánh sáng phản chiếu từ chiếc gương đã hé lộ hình ảnh của vị Phật A-di-đà. Được biết chiếc gương đồng kỳ bí này được gọi là gương trong suốt hoặc gương thấu quang. Theo các nhà nghiên cứu khoa học, nó được sản xuất vào thời nhà Hán. Theo Thư viện Kỹ thuật số UNESCO, khi giơ chiếc gương trước ánh sáng ở góc phù hợp thì sẽ hiện ra hình Phật A-di-đà. Bí mật này đã chôn vùi hàng trăm năm, thậm chí trước khi vị tiến sĩ kia phát hiện, không một ai biết được giá trị quý giá của chiếc gương này. 600 năm trước mà có thể tạo ra một sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao như vậy. Bái phục, bái phục. Mời đẹp. Bí ẩn ngọc bội sông ngư. Hồi xưa có mấy bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc, thấy người ta đeo ngọc bội mà cũng đòi mẹ mua cho bằng được, mê dữ lắm. Sau này lớn rồi thì mới biết, thì ra ngọc bội là một thứ cực kỳ tâm linh ở Trung Quốc, và đặc biệt nhất là ngọc bội sông ngư. Nếu như là fan cuồng của phim tàu hoặc có hứng thú với những bí ẩn của Trung Quốc, chắc chắn rằng các bạn đã nghe sơ sơ về bí ẩn ghê rợn của miếng ngọc bội này. Đúng. Được biết là vào năm 1980, nhà khoa học Bành Gia Mộc đã dẫn đầu nhóm nghiên cứu vào khu vực không có người ở lớp Nu. Với cái không khí khắc nghiệt tại đây, đoàn thám hiểm đã rơi vào cảnh đói khát. Sau đó, Bành Gia Mộc không chịu nổi cảnh khốn khổ này nên đã bỏ ra ngoài tìm nguồn nước, mặc cho bạn bè can ngăn hết lời. Và rồi, ông ấy mất tích một cách kỳ bí. Dù cho rất nhiều người đã đổ xô nhau đi kiếm, thế nhưng không có một manh mối nào hết. Nghe kể lại rằng, lúc Bành Gia Mộc mất tích, bầu trời chuyển sang u ám, gió quật mạnh, khung cảnh cực kỳ ghê rợn luôn. Sau đó một thời gian, chính phủ Trung Quốc một lần nữa tìm kiếm Bành Gia Mộc tại những khu vực mà vị thám hiểm gia này mất tích, và họ đã tìm thấy miếng ngọc bội. Đó chính là miếng ngọc bội mà sau này người ta gọi là ngọc bội sông ngư. Các nhà nghiên cứu gọi như thế là do họ đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của miếng ngọc bội này. Cụ thể là khi họ thả một con cá vào cùng, thì miếng ngọc bội này đã tạo ra một con cá y hệt. Kế tiếp, họ đánh dấu ít vào con cá rồi thả lại vào bên trong, thì một con cá khác có dấu ít lại được tạo ra. Thậm chí là khi họ cho một con cá uống thuốc độc, thì con cá nhân bản được tạo ra cũng sẽ chết ngay sau đó. Có rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích cho những sự việc kỳ bí xảy ra quanh miếng ngọc bội bí ẩn này. Đồng thời thì hầu như tất cả đều cho rằng sự biến mất kỳ lạ của Bành Gia Mộc có liên quan đến miếng ngọc bội sông ngư màu nhiệm này. Bởi vì cho dù có chết thì cũng phải tìm thấy xương cốt chứ. Đằng này đến một sợi tóc của ông cũng không tìm thấy nữa. Không biết khi nào bí ẩn này mới có lời giải đáp đây ta. Sau khi điểm qua những bí ẩn tâm linh và đáng sợ trên, các bạn còn biết thêm những bí ẩn nào tương tự như vậy hay không? Hãy cùng comment bên dưới nha. Và đừng quên like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất của Thế kỷ 22. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.